ông nấu ăn càng ngày càng ngon á, rất hợp khẩu vị của tôi. À, nếu ông là con gái, chắc chắn tôi sẽ cưới ông làm vợ. Baby à. Này, tới đây ông với thằng Minh lo mà nấu ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa đi. Tôi sắp đi làm rồi. Hả? Ông đi làm? Ừ. Thiệt hả? Làm gì? Đây, tôi cho ông xem. Đây, tôi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng này. Thằng Mạnh nó giới thiệu đấy. Nhân viên bán hàng? Ừ. Cái hiệu này cũng nổi tiếng đó. Nào, nhắm bán được không đó? Nấu ăn tôi còn nấu được, học còn làm được hết. Mà tôi nghĩ rồi, có khi tôi phải đi làm. Bởi vì không đi làm ấy, nó mới sinh ra lắm chuyện như này. Sao ông đi dây vào nhà? Ông có biết là từ sáng đến giờ tôi gù lưng ra lau nhà cho ông không? À, cũng cực quá ha. Xin lỗi nha. Mà sáng nay ông rảnh đúng không? Ừ, thế có việc gì à? Ơ, lau giùm tôi nha. Cái gì đấy? Ông bị hâm đấy à? Này, hâm hả? À, lấy cho tôi một cốc trà sữa trà xanh, trân châu trắng, size M 50% đường không đá nhé. Dạ vâng ạ. Của chú đây ạ. Ờ, cảm ơn nhá. Cháu đi đứng cái kiểu gì thế? Không nhìn đường à? Là do chú mà. Chú đứng ở đây, chú mua trà sữa, quay lại cháu đứng ngay đằng sau lưng làm sao chú phản ứng kịp? Ờ kìa chú, cháu đứng im ở đây, chú tự va vào cháu đấy chứ. Ờ, chú đứng chú quay ra một cái là đã thấy cháu rồi mà cháu cứ cắm mặt vào điện thoại không để ý gì cả. Bố Dương à? Bố làm gì ở đây đấy hả? Ờ kìa này, cái cậu kia. Này, anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Anh gây ra đủ rắc rối cho tôi rồi đấy. Làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi cảm ơn. Giáp block cả Facebook của mình luôn chứ. Anh Khang này, tôi xin anh một việc có được không? Anh nói tôi xem. Tôi xấu xa gái gú, anh có thể kể với bất cứ ai. Nhưng xin anh, xin anh hãy giữ gìn cho Mai Ngọc. Anh đừng kể với ai sự thật về gia đình tôi. Chuyện của gia đình anh chả liên quan gì tới tôi cả. Tôi chẳng dư hơi để đi buôn chuyện đâu. Vâng, cảm ơn anh. Chỉ cần con trai tôi sống vui vẻ hạnh phúc đến khi cháu trưởng thành là tôi mãn nguyện rồi.